Rồi, xin chào cô chú anh chị em ha. Buổi sáng hôm nay Trại có tiếp tục lên cho cô chú anh chị một bộ mẹ con đực 3B nha cô chú anh chị. Đực 3B nha. Cô mẹ đẻ mới có hai lứa nha anh chị. Bò mẹ này khối lợi cũng cỡ 2 tháng cứng cứng rồi. Đó, có là 2 tháng cứng rồi. Để quay con mẹ trước cho cô chú anh chị mình xem trước nha. Con mẹ này chiều cao nó là em đo giữa khoảng lưng nha anh chị ha. Nó khoảng một thí đủ 1m3 bò nha anh chị. Đó. Thí đủ 1m3 bò ha. Con đẻ hai lứa nha anh chị. Đó. Nó vô đây. Nó rúng chiền thao thao nha anh chị. Đó, rúng chiền hơn ha. Chân cẳng đều là móng sò nha anh chị ha. Cái sấy mặt thì chuẩn mà sấy lưng thì nó hơi lố tới gu xíu nha anh chị đó không? Đó lố tới gu ha. Cái con này nó thai hết răng anh chị. Nó thai đầu thứ tư luôn mà đầu thứ tư bò này như nó rớt hết hai cái luôn. Mà em coi nó là nó có 6 cái răng nha anh chị. Đó. Dù nó bẻ hết luôn mà sao em thấy nó là có 6 cái răng à. Đó. Hai cái khóe nó rớt hết luôn nha anh chị. Đó. Cái nào có anh Sam báo vậy ha. Cũng mới 2 giây luôn rồi. Đó. Cũng mới về chiều hôm qua, nói chung tối quá hôm qua em quay có lô bò được 3B thôi. Buổi sáng. Bữa nay cho nó sáng sáng con này đẻ mới lứa 2 nha anh chị. Đó, mới lứa 2 ha. Con này tàn rất là lớn nha anh chị. Tàn rất là lớn nha, dàn đuôi nữa anh chị mình thấy không? Đuôi gần hết gót nha anh chị. Tới móng thấu luôn. Thêm kiểm tra nó là chiều cao nó thì 1m3 mà đi đứng đồ rất là hoàn thiện nha anh chị. Đi đứng là không có nhót, không có bị thì xích thì thật lỗi nha anh chị ha. Nó thai hết đôi răng khóe nha anh chị. Chạy vậy nó còn 6 cái lớn ha, hai cái nhỏ thì chưa lên nha anh chị. Đó, hai cái nhỏ chưa lên nha. Con này thì em coi nó là nó cũng trẻ giữa mà sao em thấy dịch nó có 6 cái răng anh chị ạ. Nó 6 răng à nhưng mà hai cái răng khóe thì không có luôn. Đó. Thì báo chính xác cho chú anh chị mình vậy ha. Đó, anh chị mình nghe kỹ với em nha. Đó. Đi con. Con này nó tàn rất là lớn nha anh chị. Tàn rất là lớn nha. Bò này tàn nhất luôn anh chị ơi. Con này mà nó chữa lên cái anh chị mình giờ thấy cái độ hoành nó cỡ nào thôi. Đi con, đi. Bò chính xác rất là lớn nha anh chị. Đó, kế đó con bò được 3B con nè. Đó, được 3B nó còn lắm máu quá trời anh chị thấy không? Con này tầm 1m lẻ chiều cao 1m5 nha anh chị. Đó, nó tầm cũng cỡ 4-5 tháng bò anh chị. Đó, 4-5 tháng bò ha. Bò được con vàng xương rất là lớn nha anh chị. Nó lai mẹ nhiều lắm, nó lai cái vàng xương mẹ đó anh chị thấy không? Chứ không phải là nó này nó lưng dai rất là hở nha anh chị. Bờ bê đít nó múa luôn chị. Dạng xương rất là lớn nha. Con máu chưa có tụt hết gì ha. Đó, dạng lưng đó anh chị bây giờ nè. Đó, lưng đôi nha anh chị ha. Đầu cổ kêu lũ anh chị ơi. Bò mẹ người ta phối cho mình là 2 tháng cứng cứng nha anh chị. Nói chung hồi bao giờ lưu bu em cũng chưa có kiểm tra. Dù cô chú anh chị nào mình về mình kiểm quy kiểm tra lại giúp em nha. Hoặc là mình chờ thêm nửa tháng nữa mình khám lại cũng được anh chị ạ. Người ta phối cho mình luôn rồi. Chủ nhà người ta nói sao mình em báo là anh chị mình vậy ha. Được bò bê dạng xương rất là lớn nha anh chị. Không có bò bê nói chung bò bê con này không có tặc lỗ nha anh chị ha. Bò mẹ thì sáng lố tới gu anh chị ha. Đó. Thì trước mắt em quay sao thì nó chuẩn như vậy cho mình chị mình nha. Cái con bò mẹ này á thì em có thể bao cho cô chú anh chị mình trong vòng tháng nữa lại nha, bao xạ nè. Bao lầu nha. Tháng hoặc 2 tháng đủ lại nha anh chị ha. Nói chung bò mua chứ không phải là bò mình nuôi cho nên là cỡ mà mình bò mình nuôi lâu thì có thể mình bao lâu cho cô chú anh chị mình nha. Đó. Bò này rất còn tơ bò, cô anh chị bắt con bộ này về mình
mình nuôi sinh sản thì còn tương lai anh chị ha. Nó đẻ con rất là dài, con này đẻ tầm 3-4 con, nó chuyện bình thường anh chị ạ. Nó mới có lứa 2 anh chị đó, con 3B đực từ quá viết luôn, lưng đít đồ một lưng anh chị ơi, đít quá là đít luôn anh chị ha. Đít là ngắn mũi anh chị ha, quá là đít luôn. Coi lại bộ mẹ con được giúp em ha. Buổi sáng ngày hôm nay em lên một bộ mẹ con, với còn hai con cái center anh chị ha. Hai cái center còn lại luôn. Mẹ con là giá rất là hợp lý cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, chọn lựa mẹ con được này ha. Được bây giờ anh chị mình tính đi, bán tầm mà được được OB này tầm giờ cũng 14 triệu rồi anh chị. Đó, đâu quýt đâu. Con mẹ mình chị tính thôi. Bộ mẹ con này chốt giá anh chị mình luôn nha, giá 28 triệu nha. Giá 28 triệu cho bộ mẹ được được OB anh chị ha. 28 triệu làm bao phí cho cô chú anh chị mình khoảng tầm cũng cỡ 50 đến 70 km nha anh chị. Đó, báo cho nó chính xác nha. Đó là giá chốt nha em nha, không bớt nha. Đó làm bao phí nha. Đó anh chị mình xem thấy chứ đây ha. Giá rất là tốt luôn nha anh chị ha. Mẹ đẻ lứa 2 anh chị ha. Đó em còn lại con cái siêu nè anh chị. Con cái siêu này 10 tháng và 1 tháng anh chị. Mới thai dàm tự dàm chấp đứt mới thai anh chị. Đó, cái siêu tầm cũng thiếu đủ 1m2 anh chị, hộp hộp 1m2 ha. Tầm cũng 10 tháng và 1 tháng anh chị ha. Đó là dàn xương rút yếu này ở kia anh chị. Đó. Rúng mà rúng bản lớn luôn anh chị ha. Xương này xương lớn nha. Con này nó lưng đâu luôn anh chị. Dàn lưng nè anh chị thấy không? Đó, lưng dài cũng đâu hết anh chị. Con này 15 triệu nha anh chị. 15 triệu giá chốt luôn nha anh chị luôn ha. Đó, còn là cặp cái xin anh chị, cặp cái xin nha. Một con này thì con nhỏ thì hụt 1m1, con lớn thì cứng cứng 1m1 anh chị. Đó anh chị mình có bắt anh chia giốn cho anh chú anh chị mình luôn nha. Em lấy phí em đi à. Đó. Anh chị mình xem lại với em ha. Đó. Anh chị mình coi lại giá giốn của em luôn anh chị ơi. Đó, hai cái sim này nha. Giá giốn là gồm có bao phí nha. Đó, chốt anh chị mình luôn giá 23,5 nha anh chị ha. Đó 23,5 làm bao ship cho cô chú anh chị mình luôn nha. Tầm cũng cỡ khoảng 50 đến 70 km luôn nha. Đó. Này bao lấy phí em đi. Anh chị mình xem lại cặp cái xin giùm em nha. Con này là hộp 1m1, con kia là cứng 1m1 nha anh chị. Hai bò rất là khéo bò luôn anh chị. Đó. Cái mẫu này cũng gốc 51 anh chị ơi. Bò này bao cặp lỗ cho anh chị mình ha. Đó. Sai tích thì nghiêm chỉnh cho anh chị ha. Răng lử đồ đủ hết anh chị. Lử đen ha. Đó. Con này rúng bản nhiễu nha anh chị. Đó. Yếm lệch bò ha. Con nó cũng rúng bản lớn luôn, cũng không phải là chiều nha. Đó, yếm thòng thòng anh chị ha. Con này cái dạo nó chặt chặt anh chị ha. Nhà chung bữa sọ thai về em cũng chưa coi em sửa lại, nó hơi chặt chặt anh chị, về xả bớt ra. Hai cái xin này chốt giá anh chị mình luôn nha, cũng như bán giá vốn thu hồi vốn cho anh chị mình luôn. Đó, 23,5 nha, em bao phí cho cô chú anh chị mình nữ nằm cũng 70 đến 50 km nha. Hai cái xin rất đẹp, cũng có cái siêu 15 triệu ha. Anh chị mình xem lại với em nha. Đó, cặp mẹ con này 29 triệu, 28 triệu nha anh chị. Xin lỗi anh chị nha. Con bò này ví dụ như là anh chị mình về kiểm tra bầu bì với em nha. Bò này người ta nói cũng cỡ 2 tháng cũng cứng nha anh chị. Đó. Chúng em cũng chưa có khám lại nha. Còn quá đẹp luôn anh chị ạ. Con này sao? Sao bản khung rất là lớn nha anh chị. Đít đó nè. Bò là đồ đít một đít nè chị ạ. Bò con là bao tặc lỗi anh chị mình nha. Đó, có con mẹ thì sáng hơi lú lố ha. Đôi răng khỏe thì nó có thai rồi, nó còn lại 6 cái lớn anh chị ha. Đó, 6 cái răng lớn nha. Bò thì có sao bao vậy ha.
Tâm còn lại ba con lỡ, ba con bốn con lỡ anh chị, nó sẵn quay luôn chị luôn nha. Bò đứng ăn nay ngon là anh chị ơi, mét hai lên anh chị, con này mét hai nè, con này dư mét hai nè, con đó cũng dư mét hai luôn anh chị. Bò này ăn uống nay dễ ăn anh chị ơi, thậm chí còn là lạ nay chưa ăn gì, cái nay ăn uống nay anh chị thấy đồ dung rồi, đồ rất là dung luôn thôi. Đó anh chị mình coi lại coi, để giá giống anh chị mình luôn nha, đó. Bán xả luôn anh chị ơi. Đó, một con nè, đó, hai con nè, con này da mỏng anh chị, đứt thấy không, đứt quá đứt luôn, con này dư mét hai nha, con kia là nó con này dư mét hai luôn anh chị. Đó, con này dư mét hai nè, hai con này lông da rất là mỏng luôn chị ơi, da rất là mỏng luôn. Đó anh chị mình chốt hết luôn để cho giá vốn anh chị mình luôn nha. Đó, chị mình coi lại con em nha. Đó, bò này chốt có giá tại chuồng em luôn nha. Đó, giá 65 triệu nha anh chị. Đó, giá chốt tại chuồng em ba con này nha, giá 65 triệu nha. Đó, anh chị mình coi lại với em nha. Từ 65 là em bao phí cho gần nữa thôi nha anh chị. 65 triệu là em bao phí trong huyện Củ Chi thôi nha. Đó, bạn nào tại báo giá chốt nha. Giá này em xả giá thu hồi vốn cho em luôn. Thu hồi giá vốn cho em luôn. Đó, anh chị mình coi lại với em, mười bò này 10 tháng nha anh chị. Chân cẳng đi đứng hoàn thiện ha. Ăn uống đồ rất là dễ ăn luôn chị ạ. Đó, ba con này nha, giá 65 triệu nha, bao phí của Củ Chi nha. Dù cô chú anh chị mình ở xa thì phụ thêm tiền xe em nha, ví dụ như Đồng Nai hay Vũng Tàu thì phụ em thêm nửa tiền xe nha anh chị. Đó, em chở luôn cho anh chị mình luôn. Em còn lại con này nữa nè, con này con dòng F2, con lông nó sụt sù anh chị, lông sụt sù. Yeah. Anh chị mình coi có bắt thêm con này nữa, em chốt luôn cho anh chị mình luôn nha. Đó, giá có 21,5 anh chị, 21,500 nha anh chị. Bò này mét mười mấy bò anh chị, mét mười bảy bò anh chị ha. Nó là dòng siêu đẻ ra nha anh chị, mẹ này mẹ siêu đẻ ra nha. Đó, con này lưng dài rất là thở luôn anh chị, bán cũng như là làm sáng xạ giá vốn rồi. Mà con này em mua cũng tính ra bán cho anh chị mình đi giá nó cũng lỗ à, tại vì nó ngay nhờ số lượng anh chị. Đó, như con này kéo qua con kia anh chị ha. Đó, con này 21,5 anh chị, vô anh chị mình chốt hết 4 con luôn cũng được ha. Đó, ba anh kia là 65 triệu anh chị, vô anh chị mình chốt hết 4 con luôn, bao phí cho cô chú anh chị mình khoảng 100 km luôn nha, bán cho anh rõ luôn nha. 65 với lợi 21,5 anh chị mình tính tiền ra nha. Đó, có 60 có 86,5 triệu nha anh chị ha. Đó, nó trò là có 86,5 triệu nha. Cái kia là 65 ba con. Con này là 21,5 triệu anh chị ha. Đúng rồi. 86,5 triệu cho 4 con bò này nha anh chị ha. Thu hồi giá vốn cho anh chị mình luôn, cho anh chị mình dễ chọn lựa ha. Bò này giờ có cái giá tiền này chứ không còn ở đâu nha anh chị. Tại bữa nay như là bữa nay là cũng như là em thích em bán xả bán lớn luôn anh chị mình luôn. Anh chị mình coi lại giúp em nha, mười mấy tháng bò anh chị ha, đồ đít con nào cũng ngắn muối anh chị, con da rất là mỏng luôn ha. Đó, anh chị xem bò rồi. Còn đừng để em dỗ anh thúc nó lên là lên hết tốc hành nha anh chị, chứ không còn cái giá nào nữa nha. Đó, tám mươi sáu thì bên trăm thì cho 4 con bò này ha. Đó, anh chị nào sở hữu bốn bò liên hệ số điện thoại trên đó, cũng là số Zalo của em luôn nha anh chị ha. Đó, rồi cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm, nhớ cho ủng hộ cho một like và lượt đăng ký kênh cho em nha anh chị ha. Đó, bộ mẹ con răng rất là dễ ăn luôn anh chị ha. Và cảm ơn cô chú anh chị mình gần xa đó luôn ủng hộ tại ha. Hẹn cô chú anh chị video tiếp theo ha.